Xin chào các khán giả. Quý vị thân mến, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin có thể đang được người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm. Đó là quyết định cuối cùng của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á về thời điểm tổ chức của AFF Suzuki Cup 2020 và phản ứng của các liên đoàn thành viên xung quanh quyết định này. Sau khi AFF thống nhất thông qua đề xuất AFF Cup 2020 sẽ được rời đến tháng 4 năm 2021, thông tin này đã được gửi đến tất cả các liên đoàn thành viên thuộc khu vực Đông Nam Á. Ngay sau khi nắm bắt tình hình, hai quốc gia vui mừng nhất là Thái Lan và Malaysia. Giải vô địch quốc gia Thái Lan sẽ trở lại vào giữa tháng 9, nên các câu lạc bộ không có nghĩa vụ phải nhả người cho đội tuyển quốc gia. Nếu AFF Cup tranh tài vào năm nay, Thái Lan sẽ không có được đội hình chất lượng nhất. Malaysia thì lại lo lắng về vấn đề chấn thương và thể lực của các cầu thủ. Các ngôi sao của họ sẽ không được thi đấu thường xuyên để luôn ở trong trạng thái sung mãn nhất. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI đã không tán thành đề xuất tổ chức AFF Cup vào trung tuần tháng 4 vì nhiều lý do. Theo ông Junut Nusi, tân tổng thư ký Liên đoàn bóng đá nước này cho biết, đó là giai đoạn Indonesia phải chuẩn bị cho vòng chung kết U20 World Cup trên sân nhà vào tháng 5. Thứ hai là thời điểm đó cận vào tháng Ramadan, tức là tháng ăn chay hoặc tháng nhịn ăn của người Hồi giáo. PSSI sẽ chờ những quyết định cuối cùng được đưa ra. Nếu mọi thứ vẫn không có lợi cho Indonesia, họ sẽ gửi đề xuất lên AFF. Quý vị thân mến, vậy là AFF Suzuki Cup 2020 đã chính thức rời lịch sang năm 2021. Thái Lan và Malaysia có quyền vui mừng vì giải vô địch quốc gia của họ vẫn chưa trở lại. Vậy thì đội tuyển quốc gia của chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ hưởng lợi gì với quyết định lùi lịch này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Việc AFF Cup 2020 được hoãn sang năm sau còn mang lại rất nhiều lợi ích cho cả đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến V-League. Lịch thi đấu dày đặc từ tháng 9 đến tháng 12 đã giảm bớt đáng kể. Ban tổ chức V-League 2020 sẽ bớt áp lực hơn trong việc giãn lịch thi đấu và giúp các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục. Tuyển Việt Nam sẽ không phải thi đấu dồn dập trong giai đoạn tới khi chúng ta vẫn còn 3 trận nữa tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Điều này sẽ tránh được các chấn thương đáng tiếc cho cầu thủ. Có thêm thời gian hồi phục cũng đồng nghĩa với việc các trụ cột của đội tuyển quốc gia như Đình Trọng, Duy Mạnh sẽ kịp thời trở lại, tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển. Quý vị thân mến, không chỉ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đón tin vui, mà mới đây các câu lạc bộ của V-League như Than Quảng Ninh hay Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận những thông tin tích cực từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Bên cạnh đó sẽ là những cập nhật mới nhất của chúng tôi từ Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020. Trước đó, theo kế hoạch đã được điều chỉnh của VPF, vòng tứ kết Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8. Các trận đấu bán kết sẽ được tổ chức ngày mùng 6 tháng 8 và chung kết vào ngày mùng 9 tháng 8. Tuy nhiên, trong 2 ngày qua, diễn biến của dịch COVID-19 trên cả nước đã có những chuyển biến phức tạp. Bình Dương và Cần Thơ trong ngày hôm nay đã gửi kiến nghị dừng Cúp quốc gia. Một địa phương khác là Bà Rịa Vũng Tàu cũng không ủng hộ việc tổ chức giải ở thời điểm hiện tại. Sau khi cân nhắc các yếu tố, VPF đã quyết định tạm dừng giải. Như vậy, sau khi LS V-League phải tạm dừng, tới lượt Cúp quốc gia Bamboo Airways cũng phải hoãn vì COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên thế giới nói chung và châu Á nói riêng, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mới đây đã có những điều chỉnh về địa điểm thi đấu của các trận đấu thuộc vòng bảng AFC Cup 2020. Theo đó, những trận đấu còn lại của bảng F và G, nơi có sự góp mặt của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh, sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 23 tháng 9 tới ngày 29 tháng 9. Hai đại diện của Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để giành vé lọt vào vòng 16 đội khi được thi đấu 3 trận đấu còn lại trên sân nhà. Bảng F sẽ được thi đấu tại sân Thống Nhất, còn bảng G sẽ do sân Cẩm Phảng của Quảng Ninh đăng cai. Tuy nhiên, với sự xuất hiện trở lại của dịch bệnh tại Việt Nam, đây sẽ là thách thức lớn cho ban tổ chức chủ nhà trong việc phòng chống dịch. Tính đến trước khi thời điểm AFC Cup 2020 bị hoãn, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng đầu bảng F với 7 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, Than Quảng Ninh chỉ có được vị trí thứ hai bảng G với 4 điểm trong tay. Quý vị thân mến, trận đấu bán kết còn lại của vòng playoff thăng hạng lên trời Premier League đã diễn ra rạng sáng nay giữa Fulham và Cardiff. Và sau 90 phút, chúng ta đã xác định được đội bóng sẽ chơi chung kết với Brentford tại Wembley. Lợi thế ở trận lượt đi đã khiến chủ nhà Fulham nhập cuộc có phần chủ quan. Họ để Cardiff City mở tỷ số ngay phút thứ 8 nhờ công của Curtis Nelson. Chỉ một phút sau, Kebano đã gỡ hòa cho Fulham. Tuy nhiên, hàng thủ lơi lỏng của đội chủ nhà lại tạo điều kiện để Lee Tomlin ghi bàn vào phút 47, giúp Cardiff vượt lên dẫn trước.
Hiệp 2 vẫn diễn ra với kịch bản hấp dẫn, nhưng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với kết quả 2-1 nghiêng về phía Cardiff. Như vậy, Fulham là đội đi tiếp với chiến thắng 3-2 sau cả hai lượt trận. Họ sẽ đối đầu với Brentford trong trận chung kết playoff giành quyền thăng hạng. Được biết, trận chung kết playoff thăng hạng ngoại hạng Anh là trận cầu đắt đỏ nhất thế giới bởi số tiền lên đến hàng trăm triệu bảng mà đội bóng thăng hạng có được. Số tiền này bao gồm tiền bản quyền truyền hình, tài trợ áo đấu, bán vé và nhiều khoản thu giá trị khác. Quý vị thân mến, nhiều giải đấu vô địch quốc gia tại châu Âu đã kết thúc và giờ là lúc chúng ta quan tâm đến những tin tức nóng hổi trên thị trường chuyển nhượng. Hãy đến với phần cập nhật của chúng tôi. Như một doanh nhân nổi tiếng đã nói, phải có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn may thôi. Tuy nhiên, vấn đề gì thì cũng có ngoại lệ của nó, đơn cử như trường hợp của Gareth Bale tại Real Madrid. Mới đây, tiền đạo người Wales đã tuyên bố anh sẽ ở lại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho tới khi kết thúc hợp đồng, cho dù bị huấn luyện viên Zidane coi như người vô hình. Bale sẽ chẳng đi đâu cả, cậu ta còn hợp đồng tới năm 2022 và đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới, người đại diện của Bale khẳng định. Tiền đạo 31 tuổi mới chỉ ra sân vỏn vẹn 20 trận mùa này cho Kền Kền Trắng. Phần lớn mùa giải được anh dành để chơi gôn và làm trò trên băng ghế dự bị của Real, nhưng vẫn nhận đều 600.000 bảng một tuần. Đúng là không làm mà vẫn có ăn. Chuyển sang xứ sương mù, có một cái tên khác may mắn không kém Bale, đó là Mesut Ozil, cũng là một cựu cầu thủ của Real Madrid. Tiền vệ người Đức cũng đang gặp cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với huấn luyện viên Mikel Arteta, cái anh hầu như đã ngồi chơi xơi nước suốt từ đầu mùa giải đến giờ. Arsenal đã cố gắng tìm đầu ra cho Ozil, nhưng mức lương trên trời lên tới 350.000 bảng một tuần là trở ngại lớn với các đối tác. Mới đây, người đại diện Sogut của tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định thân chủ của mình sẽ tiếp tục ở lại Emirates đến khi kết thúc hợp đồng. Ờ thì không được chơi bóng cũng chán, nhưng bây giờ không chịu ai trả mức lương cao như thế cho anh ấy thì chúng tôi cũng phải chịu thôi. Ozil còn 1 năm hợp đồng với Arsenal và chắc chắn hè năm sau anh ấy sẽ rời đi. Còn bây giờ chúng tôi phải thực hiện xong hợp đồng cái đã. Với những phát biểu như vậy, gần như chắc chắn Ozil sẽ tiếp tục công việc ngồi chơi và nhận tiền tại Arsenal, bởi anh chẳng còn giá trị gì trong mắt của Mikel Arteta nữa. Nửa xanh thành Manchester đã nhanh chân hơn các đối thủ để chốt thỏa thuận với Valencia về trường hợp của Ferran Torres. Nhiều nguồn tin khẳng định Manchester City đã có được chữ ký của tài năng trẻ người Tây Ban Nha với mức giá 22,6 triệu bảng kèm thêm 9 triệu bảng phụ phí. Bản hợp đồng sẽ chính thức được công bố trong ít ngày tới sau khi những bước cuối cùng của cuộc đàm phán kết thúc. Ferran Torres năm nay mới 20 tuổi và nổi lên như một tài năng sáng giá của bóng đá xứ đấu bò. Anh đã ra sân tổng cộng 43 trận cho Valencia, ghi 6 bàn và có tới 7 kiến tạo, chơi tốt ở cả hai hành lang cánh. Torres là sự bổ sung chất lượng cho đội chủ sân Etihad sau khi Leroy Sané đã dứt áo ra đi. Rõ ràng là sau khi thoát khỏi cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính, Manchester City tự tin thõng tay hơn trong việc chi tiêu mua sắm. Họ chuẩn bị đón thêm một tân binh nữa là Nathan Ake từ Bournemouth. Báo chí Anh đưa tin một thỏa thuận trị giá 41 triệu bảng đã được hai bên đồng ý. Trung vệ người Hà Lan đang đàm phán nốt những điều khoản của hợp đồng cá nhân trước khi chính thức trở thành người của sân Etihad. Nathan Ake được cho là sự bổ sung hợp lý cho đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola ở vị trí trung vệ lệch trái, vốn chỉ có Laporte đạt được sự tin tưởng. Trước đó, Koulibaly là mục tiêu hàng đầu của Pep nhưng giá của trung vệ Napoli quá cao. Hơn nữa, Manchester City vẫn dỗi đội bóng nước Ý sau vụ Jorginho bị Chelsea nẫng tay trên cách đây 2 năm. Tháng 4 năm 2020, Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út PIF, đứng đầu là Thái tử Mohammed bin Salman, đã đồng ý thỏa thuận mua lại Newcastle từ chủ sở hữu Mike Ashley với giá 300 triệu bảng. Tuy nhiên, sau quá trình chờ đợi để phê duyệt quá lâu, những người muốn mua lại đội bóng nước Anh đã rút lui. Ngỡ rằng mùa giải tiếp theo tại Premier League, ngoài những tên tuổi như Manchester City, Liverpool, Manchester United, sẽ có thêm sự xuất hiện của một đại gia mới là Newcastle. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, người hâm mộ hy vọng những ngôi sao như Gareth Bale, Cristiano Ronaldo sẽ cập bến chích chòe vùng Đông Bắc. Mục tiêu thâu tóm Premier League gần như đã trong tầm tay, bởi có tiền là có tất cả. Giờ đây, sau sự rút lui từ phía Ả Rập, Newcastle đã tỉnh giấc mộng. Không biết đến bao giờ, chích chòe vùng Đông Bắc mới trở thành Phượng Hoàng được đây. Quý vị thân mến, sau một sự nghiệp lẫy lừng thì nhiều cầu thủ chọn cách trở thành huấn luyện viên. Và mới đây, nghệ sĩ sân cỏ Andrea Pirlo là cái tên mới nhất lựa chọn con đường này. Trang chủ câu lạc bộ Juventus xác nhận Andrea Pirlo sẽ bắt đầu sự nghiệp cầm quân cùng với đội trẻ của Juventus ở Serie C.
Pirlo sẽ thay Fabio Pecchia làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Khi còn thi đấu, Andrea Pirlo được biết đến là nghệ sĩ của làng túc cầu bóng đá thế giới với lối chơi đầy tính nghệ thuật và khả năng tư duy chơi bóng hiếm có. Với nguồn cảm hứng đó, Juventus hy vọng Pirlo sẽ đem lại sự khác biệt cho các cầu thủ trẻ. Thời điểm Pirlo giải nghệ, khán giả ở Italia luôn đặt ra câu hỏi: đến bao giờ nước Ý mới có một cầu thủ tài hoa đến vậy? Vì thế, người hâm mộ bóng đá Italia cũng như bóng đá trên toàn thế giới hy vọng có thể nhìn thấy một Andrea Pirlo thứ hai trình làng dưới bàn tay của vị huấn luyện viên này. Vâng thưa quý vị, thay cho lời kết của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một video vui xoay quanh quyết định rời thời điểm thi đấu của AFF Suzuki Cup 2020 cũng như chấn thương mới nhất của tiền vệ Marco Reus. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.